Hello mọi người, rất lâu rồi Yubi không có làm video và ngày hôm nay Yubi sẽ trở lại với một video hướng dẫn mọi người cách làm bánh lăng từ sữa công thức và trứng gà dành cho bé ăn dặm. Đầu tiên Yubi có một quả trứng gà, Yubi sẽ sử dụng lòng đỏ của trứng. Chúng ta sẽ rây để lọc lấy lòng đỏ trứng. Yubi sẽ sử dụng 40ml nước ấm. Đây là sữa công thức và loại này là dạng viên nén. Yubi sẽ cho một viên nén sữa Meiji vào trong 40ml nước ấm. Chúng ta sẽ khuấy đều cho sữa tan. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai cốc này vào nồi để hấp. Chúng ta chuẩn bị sẵn một ít nước ở trong nồi và sau đó chúng ta sẽ đặt cái dĩa hấp vào, cho hai cốc bánh lăng vào nồi. Vi đã chuẩn bị một cái khăn sữa để chúng ta đậy lên trong quá trình hấp. Khăn sữa sẽ thấm hút hơi nước, giúp cho bánh của chúng ta sẽ không bị đọng nước. Xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu hấp nhé. 20 phút đã trôi qua rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tắt bếp nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ nguội và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thôi. Bánh rất là mềm luôn mọi người và rất là thơm.